Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục hành trình leo đến Ren huyền thoại nào, bèn con xe tân thủ. Và đây là những trận cuối cùng để chạm vào mốc huyền thoại của game Jin Speed Mobile. Ok, map đầu tiên thì cũng một map là có độ khó cũng tương đối. Rồi, dạo này khởi động khó khăn quá. Hình như nhiều bạn coi được clip khởi động siêu cấp của mình hay sao á. Các bạn khởi động cực kỳ tốt, mình không thể nào khởi động trước được nữa. Cộng thêm đó là sử dụng con xe tân thủ, thành ra tốc độ lúc đầu của mình hơi bị yếu. Rồi. Ổn rồi, có lẽ chúng ta sẽ dẫn đầu rồi. Khoảng cách này khá an toàn. Nghĩ trận này chúng ta tấm màu rồi. Ở cái đoạn này các bạn tăng tốc qua thì nên dùng trôi để qua nha. Nếu không dùng click trượt thì khó qua lắm. Click trượt thì cũng là một kỹ năng phải gọi là sử dụng là khá nhiều á, nhiều map sử dụng lắm. Ngoài ra click trượt thì có thể sử dụng để chỉnh cua qua những cái đường tắt rất là hiệu quả. Bạn Resin, không biết là bạn nữ hay bạn nam đây. Ok, 94 điểm. Map mỏ khoáng hoang dã. Ôi, có một bạn chạy xe xe, chắc là một cao thủ nào đó. Nó từ ghê. Xe đó hình như là con thách đấu. Ủa, cái gì vậy? Cái gì thế? Cái gì thế? Rồi, phát hiện nghi vấn rồi nha. Đây không phải là cao thủ. À mà đúng là cao thủ liền. Cao thủ sử dụng phần mềm thứ ba. Quá kinh khủng. Cứ ngỡ gặp tưởng gặp được một cao thủ chạy xe xe chứ không ngờ. Thôi, mình trôi hơi sâu rồi. Cao thủ chạy xe đâu ta? Ủa sao lại vì vọt số 1, số 4? Chỉ có một mình số 4 thôi, số 1 chơi rất là đàng hoàng. Ôi, 632 bút.
thành phố 11. Vì sao mà bám sát dữ vậy trời? Thôi điều hướng bị lộn nữa. Ôi không, ôi không. Phải top 1, phải top 1. Phải top 1. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Ôi căng quá đi. Chửi thôi, vô chửi huyền thoại rồi các bạn ơi. Ôi sao trận chửi đầu tiên lại là cái map này, hất lên tích ngược, hất lên tích ngược, mình chưa biết đua nữa, thiệt với các bạn luôn, chưa biết đua map này ra sao, nó chưa tập luôn, ghét vô cái map này thiệt. Chạy hên xui không à. Bữa giờ không có thời gian tập cái map này luôn á. Thôi. Trời ơi. Cho con lên đi. Ê. Mà đông đúc chen lắng ghê quá đi. Trời ơi, không được drip nào ngon lành luôn nha. Ôi, không bóng đêm kìa. Nè nè nó ra. Nó đâm thì cho chết luôn. Sao toàn bóng đêm không người ta. Chạy nè nè ra đi. Nè 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 nè. Tha em anh ơi, tha em đi, cho em lên cái. Ngon rồi, ngon rồi, vẫn còn hai bình nữa, hai ô đấy, tăng tốc.
Ê, ê, ê. Tha em đi mà. Mình chạy mất này dở thiệt luôn á. Thôi nước kìa. Mắt này thận thì mình thích, ngược mình ghét kìa. Nói chung chung tí nữa thì em nghe cái mắt tường à. Không sao, mình nghĩ là cái top 1 rồi. Yes. Yeah, chúng ta đã có trận chiến đầu tiên trong chuỗi. Rất tuyệt vời. Ôi, nhìn mà bóng đêm, toàn bóng đêm không sợ thật. Một game. Trận chuỗi thứ hai của chúng ta cũng là lá lên tiếp, nhưng lại là ác lên tiếp thuận. Không sao, thuận thì mình thích, thuận thì là sở trường của mình rồi, kỳ thích luôn. Quán tốc độ hết ga thôi. Ok, quá tuyệt vời. Đó, như thế này là đúng bài rồi. Rồi, chết. Đang định quyết tâm chạy một phút năm mấy giây thì nghe ngay cái pha tường. Ý, cái sao bạn chạy phiên chị ghê vậy ta. Ôi biết đua rồi, bạn này biết đua rồi. Kinh lắm. Cố bám theo thôi. Giờ cứ chạy tốt thôi, để bạn đó lỗi thôi, chứ không là sẽ không lên nổi đâu. Thôi thua, không được, bạn này chạy cứng quá. Này cũng thuộc dạng map thì cũng khó, nhưng mà cũng nhiều đường bước chạy, nhiều đường thẳng lắm. Chạy tốc độ không bằng. Không sao, chúng ta vẫn được một trận chuỗi nữa là hai trận. Hai trận là một trận cuối cùng, trận nữa thôi. Rồi, trận cuối cùng, trận cuối cùng để bước chân vào ranh huyền thoại.
Chờ ngày này lâu lắm rồi. Ấy. Ủa cái gì vậy ta? Bạn đầu tiên như là bạn ta Phantom. Thằng này đua rất ghê nha. Phantom. Ta Phantom. Như bạn kia như bị lỗi rồi. Không sao, chúng ta vẫn giữ vị trí thứ hai. Bạn sẽ tác thành tốt này, đua rất là tốt nha. Ok, chúng ta đã lên rồi, hoàn thành chuỗi rồi. Rank siêu đẻn. Thì rank siêu đẻn này thì qua ngày thì qua ngày hôm sau thì sẽ đẹp, sẽ được khen lên huyền thoại nha. Mình không rõ thì top 50 hay 100 nữa. Nhưng mà khi bạn lên siêu đẻn mà bạn đặt top 50 hoặc là top 100 gì đó mình không biết, thì bạn qua ngày hôm sau bạn sẽ được khen lên huyền thoại. Đây này, mình cho các bạn xem. Đây này, mình top 35, mình siêu đẻn nhưng mà mình vẫn trên hai bạn huyền thoại nha. Thấy chưa? Qua ngày hôm sau thì sẽ được khen lên huyền thoại. Top 50 hay 100 gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Nếu bạn lên siêu đẻn mà top 50 hay 100 thì gì đó thì sẽ được khen lên huyền thoại nha. Ok. Đây. Đây là ngày hôm sau mình vào game. Hãy thưởng thức rank huyền thoại nào. Đây, chúng ta đã lên huyền thoại rồi. Rất là tuyệt vời. Chỉ với con xe tân thủ thôi. Cực kỳ ngầu. Huyền thoại 12 điểm. Bởi vậy các bạn phải cố rèn luyện kỹ thuật nha. Kỹ thuật trình độ cực kỳ quan trọng. Ok, hành trình chúng ta kết thúc tại đây. Các bạn nhớ nhấn đăng ký và like cho mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những clip sắp tới.